cảnh báo của Cục An toàn Thông tin nhấn mạnh, lợi dụng nhu cầu đi lao động nước ngoài du lịch Hàn Quốc của người dân, một số đối tượng lừa đảo đã tạo lập tài khoản mạng xã hội, đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quy trình xin thị thực làm visa của một số người dân, đối tượng yêu cầu cung cấp những thông tin không cần thiết hoặc yêu cầu chuyển khoản trước những khoản phí không rõ ràng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng sẽ không liên hệ với cơ quan tổ chức hay cá nhân nào làm thủ tục mà thực hiện hành vi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 740 triệu đồng. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần kiểm tra tính xác thực và thông tin của đối tượng, công ty dịch vụ để liên hệ. Trong trường hợp gặp phải những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động báo cáo các dịch vụ hoặc trang website nghi ngờ cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để giúp ngăn chặn hành vi lừa đảo.